Riêng cái tài khoản 214 đấy là một cái tài khoản đặc thù ngược với các cái tài khoản khác. Nó là đầu 214. Nhưng mà vấn đề chỗ là tăng thì ghi bên có, giảm thì ghi bên Giảm ghi nợ. bên nợ. Đúng Đúng. rồi, chứ không phải giống như là các cái tài khoản đầu 1, đầu 2 khác mà nó là một cái tài khoản đặc biệt. Vậy giảm thì ghi bên nợ, thì khi này mình ghi giảm tài sản cố định đây em, thì nợ 214 là giá trị khấu hao tài sản lũy kế, tức là dồn tích lũy từ trước đến giờ được bao nhiêu ấy, thì mình tính được từ ngày. 811 là giá trị còn lại nhá của tài sản cố định, tức là bằng nguyên giá mà trừ đi giá trị đã khấu hao lũy kế. Chị sẽ nháp vào đây, còn tí nữa em có thể ghi vào vở của em. Tại Em vì lại em xem định khoản là 811 nó là chi phí khác. đúng rồi, chi phí khác nhưng mà thể hiện nhá. Tất nhiên là tên của nó là chi phí khác nhưng mà thể hiện nó, Vâng. tức là thể hiện ở đây có nghĩa là cái bản chất chị đang nói với em đó là giá trị còn lại của tài sản cố định nhá. Tất nhiên là tài khoản 214 là khấu hao, còn tài khoản 811 là chi phí khác. Vâng. Đúng không? Khấu Vâng. hao. Còn cái này là chi phí khác, còn cái này là nguyên giá. Nào, cái định khoản này em hiểu chưa? Rồi. Đấy, chị sẽ hướng dẫn nguyên lý trước, bắt đầu mình đi vào phần mềm. Bước thứ hai là ghi nhận thu nhập khác. Nghe chưa em? À, bao giờ trong kế toán nhá, nó cũng sẽ tương ứng này. Nếu như là nói đến thu nhập khác, thì sẽ phải đi với chi phí khác. Đúng Chi không? phí khác. Đúng, và bút toán này là bút toán để căn cứ xuất hóa đơn. À. Và trên thực tế nhá, thì cái căn cứ này là dựa vào đâu? À, dựa vào giá trị còn lại Còn của tài sản cố định. của tài sản. Đúng, để xuất hóa đơn. Ví dụ, vấn đề chỗ trên thực tế của em là giá trị còn lại 787 triệu cơ, mà em lại đi xuất hóa đơn có vài trăm triệu, 100 triệu thì thuế không bao giờ đồng ý. Nếu như tài sản đấy nó có vấn đề thật sự và có chứng minh ấy là nó mất giá ấy, đấy chứ? Thì em mới được Vâng. xuất hóa đơn như thế thì thuế chấp nhận, còn không thì bình thường ở đây em vẫn phải xuất giá trị còn lại, là em có thể xuất 700 triệu được, giảm một chút thì được, nghe nhá. Ngoài cái việc em trích khấu hao ra thì nó còn là hao mòn nữa ấy. Thế chấp Vâng. nhận hay là bán bị trượt giá, thì ở đây em có thể xuất 700 triệu hoặc là 780 triệu hay là 750 triệu. Nói chung dao động từ 700 cho đến 790 triệu nhá. Thế thì bây giờ giả Vâng. sử như chị sẽ giả sử công ty bán với giá là 800 triệu. Thì bây giờ em sẽ định khoản như sau: nợ tài khoản 131, có tài khoản 71, có tài khoản 331, và tương ứng ở đây là mấy? 880. Rồi, nó thế. Như vậy ở đây Vâng. lợi nhuận gộp của cái khoản này sẽ là bằng 880 mà trừ đi 787, 787. em lời được 12 triệu 500. Thế như vậy là 811 sẽ kết chuyển sang 911 và 711 cũng kết chuyển sang 911 đấy, để hình thành kết quả kinh doanh của vấn đề thanh lý tài sản cố định. Vậy từ cái vấn đề nội dung thanh lý tài sản cố định ấy, ở trên phần nguyên lý kế toán này này nha, thì chị sẽ áp dụng vào trong giáo trình thực hành. Thế thì ở đây thanh lý cái máy xúc này vào ngày mùng 10 tháng 3 năm tài chính. Thế thì bây giờ em sẽ phải điều kiện trên thực hành nhá. Ví dụ như tháng 3 em thanh lý tài sản cố định thì cần điều kiện thứ nhất đó là ta phải trích được khấu hao, tức là phải làm cho đúng về phần tài Tháng sản đấy. tháng 1, tháng 2. Đúng rồi, tháng 1 cộng với tháng 2 cả bắt đầu mới thanh lý. Bước thứ nhất là như thế, sau đó bắt đầu tích khấu hao xong thì bắt đầu mình ghi nhận nhá Giảm. thu nhập khác. Khi việc tích khấu hao này xong ấy thì bắt đầu em mới đi thanh lý. Đây này, tích khấu hao trích xong thì bắt đầu mà ghi giảm, đúng không? Đấy, thứ hai là em sẽ ghi nhận doanh thu thu nhập khác. Vậy chị sẽ đi trình bày từng vấn đề. Đầu tiên em sẽ trích khấu hao hết tháng 1 cộng với tháng 2 và sau đó ghi nhận cái thu nhập khác. Nhưng mà vì em đang hỏi về phần hóa đơn trước cho nên chị làm bước thứ hai trước cũng không sao. Nghe nhá. Vâng. Vì hai bút Vâng. toán này, thực chất hai bút toán này hoàn toàn độc lập với nhau. Độc lập thao tác trên phần mềm vi sao.
Được chưa? Thế nên Vâng. là em làm bút toán nào đều được hết. Vậy em đang thắc mắc về đầu ra, đang hỏi chị là tại sao em thao tác không được, thì bây giờ chị sao tác cho em. Ngày trên chứng từ đây là ngày mùng 10 tháng 3. Đâu? Mùng 10 tháng 3 của em đâu? Đây Chưa không chưa. phải chị ạ. Nào em Chị mở ơi, đã. em đây mùng 10 tháng 3 đây chị ạ. Không, em chị đã Đây nói về không phần thanh lý tài sản cố định. Vậy em chưa phải. chưa Vâng, thanh làm lý chưa? tài sản. Ừ. Em làm nhưng mà em không làm được, em không ghi nhận nữa, em À, xóa. rồi ok. Bây giờ em nhìn Vì chị làm này. không bán được vào cái yêu cầu em phải định khoản giá vốn. Rồi, bây giờ em vào phân hệ bán hàng nha. Click vào chứng từ bán hàng đây. Rồi, cũng theo ở trên giáo trình này là bán cho khách hàng Lê là Văn Nam. Lê Lê Văn Văn Nam, Nam. 230 Vâng. triệu. Ok. Lê Văn Nam này. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 20. 2021 Rồi, à, 20 20. đang làm trên giáo trình 20. Vâng. Thanh lý tài Đúng. sản cố định. Số Theo 11 chị. hóa đơn số 11 đúng không? Ừ. Vâng, cái này Một là hóa đơn số 11. một nhỏ em nhìn theo chị Cái làm này ở đi. đây em có mã thanh lý rồi ạ. À em có mã thanh lý rồi thì thôi thì mình Em sẽ đã tạo rồi. tạo một cái mã thanh lý như thế này. Và đây của em tạo nhưng em sai, em phải định khoản là 711, nghe chưa? Thứ hai Vâng. nữa là cái phần này này không cần kiêm phiếu xuất kho ở đây. Không cần kiêm phiếu xuất kho, bởi vì sao? Vâng. Chú ý là không cần kiêm phiếu xuất kho bởi vì nó là dịch vụ. Mình chỉ là ghi nhận nó là dịch vụ thôi chứ thực ra Bán mình thương đâu có mại. xuất cho tài sản cố định này như kiểu mà mình mua bán đâu nhá. Còn mình đã có một cái phân hệ để ghi giảm tài sản cố định riêng rồi. Cho nên em phải bỏ phần kiêm phiếu xuất kho đi. Vâng. Số lượng là 1, giá trị 230. Thậm chí là chị chả cần phải điền thông tin số lượng đơn giá làm trên. Chị chỉ cần ghi nhận cái thành tiền để nó đình khoản nợ 131 trên 711 là xong rồi. Thấy chưa? Thuế suất của việc thanh lý tài sản cố định là 10%. Đó, sang phần hóa đơn. Hóa đơn 11 đúng không? Vâng. À. Ô sao của chị làm mà nó lại lên cả phần thuế? Em thường như nó vào hàng tiền, xong nó vào thống kê, xong rồi vào khác, nó không có cái chữ Ồ. thuế này. Tại vì thứ nhất là em phải đi từ trái sang phải này. Thực ra sang phần thuế thì em phải ấn vào phần hai nhỏ thế này. Em phải Không, nó chọn. không lên cái phần phần hai nhỏ của nó là thống kê, chứ nó không lại không có chữ À, thuế như thế. nếu vậy thì ở đây có khả năng là em phải nhấn là không lập kèm hóa đơn ấy. Đây, chỉ trừ khi em nhấn là không lập kèm hóa đơn nó mất hóa đơn thôi. Còn phân hệ thuế của nó vẫn lên chứ. Đây, còn lập kèm hóa đơn thì hóa đơn sẽ xuất hiện. Rồi bây giờ chị sẽ làm xong rồi chị sẽ xóa đi cho em thao tác lại nhá. Vâng. Đấy, thế bây giờ nhá, bỏ ghi xóa và em sẽ thao tác lại cho chị xem. Xem là mình làm nó khác chị làm ở chỗ nào thôi. Bỏ Em ghi làm như nhá. ở trong video hướng dẫn là em phải vào tài sản cố định, em ghi giảm, xong rồi bắt đầu em quay lại em mới bán cho Lê Văn Nam. Ok, từ từ chị giải thích tiếp. Thì như chị ở bên phần lý thuyết này này, chị còn nói là có hai bút toán. Nhưng đúng ra quy trình trên nguyên lý kế toán ấy là có bút 1 là như thế này này. Đúng không? Bút 2 là như thế Vâng, ghi này. giảm. Vâng. Nhưng ở trên phần thực hành chị đang làm ngược lại là chị sẽ làm bước 2 trước, ghi nhận cái phần tài sản cố định như trên hóa đơn trước. Em hiểu chưa? Vâng, Ừ, vâng. nhưng không sao cả, bây giờ chị đang hướng dẫn như thế này chị xóa cái đã nha. Bây giờ chị Vâng. sẽ quay ra hướng dẫn cho em ở phần bước 1 trước giống như ở trên phần nguyên lý ấy. Để em Vâng. xem cái giá trị còn lại và sau khi tính toán có đúng có gần bằng với 230 triệu mà mình đã ghi giảm hay không. Thì bằng cách là mình sang phần tính khấu hao đây này, điền thêm. Nào, chọn tháng 1. Tháng 3. Tháng 1 trước chứ. Mình phải trích từ tháng À, 1. thế em làm tháng 3 gì ạ? Thế thì em trả sai. Thế bây giờ nhá, khoan, từ từ. Ở đây á, mình sẽ phải để ngày hạch toán về năm 2020. Vâng. Là ngày mùng 3, mùng 10 tháng 3 năm 2020. Và về nguyên tắc này, à em làm sai ở chỗ là em trích khấu hao tháng 1 xong ấy thì em phải trích khấu hao Tháng tháng 2. 2. Bây giờ em phải xóa tháng 3 đi nhá. Chị vừa xóa cho em ấy cái tháng 3. Vâng. Em đã trích tháng 1 xong em trích tháng 3, phần mềm nó không báo cho em đâu. Nhưng mà như thế là sai nguyên tắc. Và khi em trích tháng 1 xong em trích tháng 3 em quay lại trích tháng 2 không được, mà em phải làm theo trình tự thời gian. Thấy chưa? Thế bây giờ À, em bây giờ lại trích làm tiếp tháng 2. đúng
À, thì như chị nói có ghi chú cho em ở bên cái chỗ bài giảng thế này. Vâng. À, ghi chú nhá, muốn ghi giảm được thì làm sao? Điều kiện thực hành đây. Được chưa? Muốn ghi giảm được tháng 3 thì phải trích tháng 1 cộng tháng 2 trước đấy. Rồi mới đến ghi giảm Vâng. đây này. Đó. Thì chị Vâng. phải thực hiện giống như bên bài giảng đấy là tháng 2 có 29 ngày, nhấn cất cái đã. Ở đây nó báo này, do máy xúc đã có phát sinh đánh giá ghi giảm, có nghĩa là gì? Cái này buổi trước chị cũng có, em cũng đã từng làm cái vấn đề này ấy. Và Vâng. chị đã từng đính chính cho em một lần rồi, là bây giờ chị nhấn tháng 2, phần mềm không cho chị tính khấu Dạ. hao nữa, bởi vì phía sau ấy, tương lai phía sau ấy, em chắc chắn là đã có trích khấu hao ấy. Nhầm. Em hiểu chưa? Nhầm, bởi vì thế này này. Cái giáo trình này em đang học là của năm 2020. Em tưởng tượng đi, Vâng. em đang làm báo cáo tài chính lại cho doanh nghiệp đó năm 2020 nhá. Nhưng mà thời gian em với chị đang học là năm 2021. Em hiểu chưa? Vâng. Cho nên thông Vâng. thường khi em mở cái phần mềm ra em học thì ngày hạch toán ở đây sẽ là năm 2021. À một. Nên là các bạn cũng như là em hay là bản thân ai đó không để ý thì cứ nhấn thêm tháng 1 năm 2021, tháng 2 năm 2021. Và tương tự như đến sang năm 2022-2023 ấy, thì phần mềm hiểu là ta đang làm cho cái hiện tại chứ không phải là mình đang làm lại báo cáo tài Vâng. chính ấy cho quá khứ. Vậy nên là ở đây chắc chắn là em đã có một trong các lý do như sau. Một là cái phần tính khấu hao này em đã tính của năm 2021 để kiểm tra lại, thì cực kỳ đơn giản, chị cũng đã từng dạy em rồi. Thì em phải để cái này ấy thoáng ra là đến cái thời điểm ấy 31 tháng 12 Vâng. năm 2021. Em hiểu chưa? Vâng. Đến lấy dữ liệu đây. À, điều kiện này không có, không xảy ra nhá. Tức là Vâng. chị đang thử trực các cái tình huống nhá. Thấy chưa? Vâng. Chứ còn em thì Vâng. em không xảy ra cái này. À, thế thì tình huống thứ hai là chắc chắn là trong phần ghi giảm này này nhá. Vâng. Đây, em lại đi ghi giảm mùng 10 tháng 3 rồi mà Vâng. ghi giảm mất rồi của cái tương lai rồi mà lại chạy đi tính khấu hao của quá khứ ấy thì không tính được. Là không tính được. Đúng rồi. Thế bây giờ bắt buộc mình phải xóa cái này đi. Đúng rồi. Xóa ghi Thế bây giờ giảm đi. đúng rồi, vậy điều kiện thứ hai ghi vào đây này, chị ghi vào đây cho em, lần sau em chép và em xem lại này. Vâng. Đây nhá, điều kiện thứ nhất là trích khấu hao thì phải ghi giảm này, đúng không? Đấy, Vâng. chú ý này. Là phải trích khấu hao theo trình tự thời gian, đúng chưa? Vâng. Không Không nhảy nhảy cóc. cóc, đúng số tháng một này. Chưa ghi giảm nhá thì Vâng. cũng không được tính khấu hao, đúng không? Chưa ghi giảm thì không được tính khấu hao, đúng không? Vâng. Khấu Không hao được tính này. khấu hao. Bao giờ Ờ, tính giảm rồi. xong thì mới được tính khấu hao. À, đúng rồi. Tiếp theo nữa là nếu như không tính được khấu hao nhá, mà Vâng. phần mềm báo là đã có ghi giảm, được chưa? Thì Vâng. mình sẽ phải hiểu là cách tìm là tình huống một là em phải làm sao lọc khấu hao nhá, dài ra xem là Vâng. mình đã khấu hao nhầm không, để Cho xóa cái thời đi. gian nó dài ra. Vâng. Để xóa đi những cái khấu hao thừa và sai để làm lại. Nào, cái này Vâng. em nói vậy em hiểu chưa? Rồi. Ừ. Cách 2 là vào ghi giảm xem mình đã ghi giảm chưa. Nếu Vâng. như ghi giảm rồi thì làm sao? Bỏ ghi, xóa ghi Xóa. giảm sai đi và thực hiện lại Từ đầu. đúng nguyên tắc. Thế bây Vâng. giờ chị sẽ đi xóa đi. Ghi giảm đây. Đó, em bỏ ghi này. Xóa đi này. Được chưa nào? Sang Vâng. phần tính khấu hao bây giờ nhấn thêm thằng mấy? Tháng 2. Đúng rồi. Phần tài sản này chị đã dạy em rồi đấy. Nhưng mà thanh lý thì chưa giảm. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay lại. Nói lại một lần nữa cho nhớ. Ok, xong tính khấu hao của tháng 2 thì em lại nhấn vào phần nào? Ghi giảm Ghi của tài giảm, sản cố nhấn định. thêm và chọn đúng ngày 10 tháng 3 năm tài chính. Lý do ở đây nó có nhiều lý do nhưng chị chọn là nhượng bán thanh lý.
và chị chọn tới cái nội dung máy xúc. máy xúc đây. Được chưa? Như Vâng. vậy là nó sẽ nói rõ là nguyên giá từ ngày giá trị tích khấu hao là chính là nguyên giá trước thuế hao mòn lũy kế. Đây, phần mềm thống kê được. Tại sao phần mềm thống kê được điều này? Thực ra cũng khá là đơn giản, đó là mình căn cứ trên cái thông tin tệp dữ liệu này này nhá. Ngày bắt đầu mình khai báo để làm việc là 1 tháng 1 năm 2020. Căn cứ trên cái tài sản cố định đầu kỳ ấy nhá, ở phần vi tăng của em ấy. Đây, máy xúc này. Mình mua về từ ngày 7 tháng 2 năm tài chính cho đến thời điểm 10 tháng 3 ấy nhá. Là nó tính được đúng số tiền đó. Em cứ thử nhân ra số tháng nhân số tiền một tháng ấy, chia cho số ngày nữa ấy, thì chắc chắn chuẩn đâu, không sai đâu. Thế thì bây giờ mình vào phần tài sản này, quay lại đi giảm. Chị sửa cả hóa đơn 11 luôn. Đúng rồi, dựa vào hóa đơn số 11. Thực chất ấy, khi mà trên cái thực tế mình muốn xuất hóa đơn thì mình phải bám vào ấy cái phần ghi giảm này trước. Thế sang hai nhỏ phần hạch toán em nhìn rõ luôn này. Đầu tiên phải hiểu là nợ 214 trên 2113. Bởi vì là ban đầu em ghi nhận vào 213, bây giờ nó cũng ghi có là 213. Thì 248 triệu. Nợ 811 có 211 là 114 triệu. Vậy giá trị còn lại của em chiết khấu hao là 114 triệu. Thì ở trên giáo trình ở đây đang xuất là 230. 230 triệu nhá. Về mặt nguyên lý của nó thì được, không vấn đề gì hết. Em hiểu không? Bởi vì em đang bán như thế này có lãi. Có lãi. Có lãi rất là nhiều sau khi mà em đã dùng thời gian rất dài. Về mặt thuế là ok, nhưng mà có thể là ví dụ như ở đây nói chung là em được phép xuất hóa đơn từ bao nhiêu, từ 115 triệu hoặc từ 114 triệu này nhá trở lên. Rồi còn xuất bao nhiêu nhiều hơn thì càng tốt, các thì doanh nghiệp em có lãi việc thanh lý thôi nhá, em không bị thanh tra hay là bắt bẻ về cái vấn đề thanh lý tài sản cố định này. Thế sau khi em ghi giảm tài sản cố định xong thì khi đó em quay lại làm sao? Tính khấu hao tài sản cố định. Đấy chưa? Ba. Thế thôi chứ nó có hỏi gì về phần giá vốn ở đây đâu. Nó không liên quan một tí 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 nào liên quan đến phần giá vốn ở đây hết. Em còn mấy cái em không rồi. Được. Ok, bây giờ chị nói lại chỗ này này. Chị sẽ giải quyết từ từ. Vậy bây giờ chị hỏi em. Chị sẽ đi xóa ghi giảm tài sản cố định đi. Vâng. Có xóa được không? Sẽ đặt một số câu hỏi. Xóa được. Tại sao em phải nói xóa được? Xóa được bằng à, cách đợi, nào? Em nghĩ từ từ đã. Ghi giảm nếu mà vào nó sẽ lên những cái hình xám, bôi xám, mình sẽ không thay đổi được những cái dữ liệu đấy. Đấy, theo chị suy nghĩ nào. Bây giờ mình không ghi giảm này, ghi giảm này mình thay đổi được chị ạ, bỏ ghi đi để mình sửa. Rồi bây giờ thử nào. Thế này là mình phải bỏ cái khấu hao đi, bỏ khấu hao đi rồi mới bắt đầu sang ghi giảm được. Rồi. Vì mình đã tính khấu hao rồi thì mình không thể xóa cái ghi giảm này được. Muốn làm được thì phải xóa khấu hao trước. Đúng, chính xác. Rồi, thế bây giờ xóa khấu hao thì cụ thể là xóa khấu hao của tháng mấy nào? Xóa khấu hao của tháng 3 đi. Đúng rồi, thế chị muốn xóa khấu hao của tháng 2 có được không? Không, xóa khấu hao tháng 2 thì sẽ không tính được ở cái tháng 3. Vì sao lại không xóa được khấu hao của tháng 2? Vì nếu mà như thế thì em lại tính không có ghi giảm của tháng 2 mà lại tính khấu hao tháng 3 thì nó không cho làm. Có là bây giờ quy trình là nếu muốn xóa ghi giảm thì phải xóa tính khấu hao của tháng 3 đi. Rồi mới xóa ghi giảm của cái tháng 3 đi đã. Rồi bắt đầu mới xóa được cái tháng 2. Đúng rồi. Vậy bây giờ phải quay lần lại lượt. Xử lý đi mà làm lại cho chị cái bút toán thanh lý vừa xong ấy. Rồi chị sang bước 2. Rồi. Được chưa? Xử lý được chưa? Chưa, cứ báo em là chứng từ này đã phát sinh này.
À, chị đâu có bảo em phải xóa cái phần thi tăng đâu. Đây em vào đây em xóa được cái tháng 2 còn à, tháng 3 còn tháng này cũng không cho em xóa. À, Em bỏ ngay. từ từ. Em vẫn không xóa được. Rồi, em xóa được tháng 3 rồi. Nhưng chị vừa mới nói với em xong. Sang phần này, đúng không? Thì chị mới nói này. Bây giờ cách xử lý ngược lại. Đó là thứ nhất là bây giờ muốn xóa cái ghi giảm nhá. Giảm tháng 3 này. Thì ta phải làm Vâng. sao? Ta phải xóa khấu hao. Xóa khấu hao. Em đánh cho chị đi. Xóa khấu hao của tháng 3. Tiếp tục này. Muốn xóa khấu hao của tháng 2 thì phải có hai điều kiện là vừa phải xóa khấu hao của tháng 3 và xóa cả ghi giảm của tháng 3, bởi vì nó đang kiểu là nó móc nối với nhau. Em muốn ghi giảm tháng 3 thì em phải trích khấu hao của tháng 2. Muốn xóa khấu hao của tháng 2 thì phải xóa đồng thời khấu hao tháng 3 và xóa cả ghi giảm của tháng 3. Nào, nhưng mà mở ngoặc phải xóa khấu hao trước nhé, Vâng. rồi mới được xóa ghi giảm tháng 3. Chứ không phải là lại đồng thời thì phải hiểu là đi xóa phần ghi giảm trước mà đi xóa phần khấu hao sau là không được đấy. Chị giải thích này, bởi vì nhá, như chị dạy xuôi cho em là em tính khấu hao đến tháng mấy? Tháng 2. Tháng 3. Không, em tính khấu hao đến tháng 2 thì em mới ghi giảm được tháng mấy? Đi giảm vào tháng 3. Ghi giảm tháng 3 xong rồi thì mới đi tích khấu hao của tháng mấy? Tháng Tháng 2. 2. Thì bây giờ xóa thì mình xóa tích khấu hao tháng 3. Xóa thì xóa lùi. Xóa cái gì làm sau thì phải xóa trước. Trước. Đúng, em sẽ hướng dẫn em đi. Nội dung nào làm sau thì phải xóa trước và xóa theo lần lượt. Nội dung nào làm sau thì phải xóa trước và xóa theo lần lượt. Nên là chị rút kinh nghiệm là khi mà hướng dẫn cho các em xong, các em có thể bảo là hiểu đấy, nhưng mà phải tạo tình huống, phải bắt các em phải thực hiện lại, tự mình làm và về nhà phải chịu khó làm lại thì mới hiểu được và xóa theo lần được. Vậy bây giờ nhá, tại sao chị dạy như thế này rồi mà em vẫn cố tình là không chịu xóa ghi giảm của tháng 3 đi, đúng không? Vâng, Ừ. chị xóa Mà mỗi lại khấu cứ hao để thôi, không im xóa của ghi tháng giảm. 3 và đi xóa của tháng 2 đi thì làm thế nào em xóa được, đúng không? Rồi, không thì chỉ xóa tháng 3 Nên thôi. mình phải vào ghi giảm, của tháng 3 xong mình xóa đi. Nói chung em có hiểu máy móc nhá, được chưa? Vâng. Chị muốn em phải hiểu bản chất tại sao lại xóa cái ghi giảm trước, bởi vì thực ra chị nói một câu là cái gì làm sau thì phải xóa trước. Làm trước, xóa trước, rồi. Khi nhớ đúng Vâng. câu là cái gì làm sau phải xóa trước, ghi giảm của tháng Vâng. 3 rồi mới đến trích khấu hao của tháng 3. Thì bây giờ phải xóa trích khấu hao tháng 3 rồi xóa ghi giảm của tháng 3 thì mới xóa Vâng. được tích khấu hao Chỉ tháng khấu hao 2. tháng 2. Nếu Xóa không ghi xóa được cái giảm này tháng thì phần mềm nó báo là à, nếu như xóa tháng 2 rồi nó ảnh hưởng đến cái số liệu mà phía sau ấy đã làm, 2. Vâng. không cho xóa. Vâng. Vâng. Thế còn đến những cái tháng nhá mà nó không còn liên kết giữa cái vấn đề, nó không bị móc nối giữa các cái vấn đề ghi giảm này nữa này, thì cực kỳ đơn giản, nhấn Ctrl A một cái nhá, bỏ ghi này, xóa toàn bộ, tất cả xóa một lúc được luôn, em hiểu chưa? Thế còn lại các tháng ấy nhá mà không bị Không liên quan. liên quan đến ghi giảm này hay là đánh giá lại này đó, thì làm sao? Nhấn Ctrl A Rồi cộng à. cộng với xóa là mất hết các tháng tính khấu hao Khổ ha. rồi, được chưa nào? Đó. À, vậy cái phần về nhà nhá thì em sẽ Vâng. tự thực hiện lại, Làm lại vấn đề này. đúng rồi, thực hiện lại toàn bộ quá trình về khấu hao và thanh lý nhá, được Vâng. chưa? Rồi. Và cái bước thứ hai là bước ghi nhận doanh thu nhá, được Vâng. chưa? Cái bước thứ Rồi. hai ghi nhận doanh thu ở trên hóa đơn 11 cái này hoàn toàn độc lập với cái vấn đề ấy, trích khấu hao và ghi giảm. Hai bước nó hoàn toàn độc lập với nhau nhé.
Chỉ có điều là nên làm bước một trước này để xem cái giá trị còn lại của tài sản cố Tài định ấy sản. là bao nhiêu để tránh xuất lỗ. Rồi. Nào, đến đây đã hiểu rất rất rõ về cái vấn đề này chưa? Rồi. Rồi, vậy thì về nhà cũng làm luôn cả cái bước thứ hai này cho chị nhá. Đó là thanh lý tài sản cố định. Còn một cái bước đối chiếu về vấn đề tài sản cố định nữa thì khi nào mà em chuẩn bị lên báo cáo tài chính, em chị sẽ dạy cho em cái cách đối chiếu về phần tài sản định ấy so với báo cáo tài chính. Phần đối chiếu thì chị để sau. Đó, đó là toàn bộ cái nội dung về liên quan đến thanh lý tài sản cố định. Tài sản cố định. Ừ, rồi, quan trọng về chất lượng trong mỗi buổi học thôi. Thế thôi nhá. Dạ vâng, Ừ, vâng em chào chào chị. em. Ừ.